Vậy anh Điền có thể cho biết sứ mạng của Hội Thánh Phục Hưng là gì anh Điền? Hội Thánh Phục Hưng hiện hữu với sứ mệnh bao gồm hai điều lớn và quan trọng mà Thượng Đế đã giao cho Hội Thánh. Đó là thứ nhất, vâng phục đại giới răn kính Chúa yêu người. Và thứ nhì, thực thi đại mạng lệnh rao truyền tin mừng cứu rỗi cho muôn dân để giúp mọi người nhận được món quà quý báu là sự sống đời đời từ Thượng Đế. Hi anh Jimmy, được biết anh Jimmy đang nhóm với lại Hội Thánh Phục Hưng. Thì đồng thời anh cũng volunteer với lại nhóm Agape. Thì bây giờ anh hãy cho biết là anh đang làm gì trong một vụ Agape. Trong tinh thần đại mạng lệnh thì Jimmy cũng tham gia trong một vụ Agape để dạy tiếng Anh ESL cho người đồng hương, những người mới qua cần tìm việc, cần thi quốc tịch, cần những dịch vụ như thế. Chào anh Thái, em được biết là anh đang sinh hoạt với Hội Thánh Phục Hưng, phải không? Và đồng thời anh cũng đang volunteer với lại nhóm một vụ Agape. Thì bây giờ xin mời anh Thái hãy cho quý vị ở đây biết là anh Thái đang làm gì tại nơi đó. Tôi rất ghi ơn Chúa Giêsu đã cho tôi sức mạnh, sức khỏe trong việc thiện nguyện qua chương trình giảng dạy tiếng Anh trong mục đích hội nhập bạn Việt, người Việt trong xã hội Á Mỹ, và đồng thời trợ giúp cho các gia đình có con em vướng vào những vấn đề hành vi và những người cao niên có sự cần thiết để liên lạc với các cơ sở y tế. Chào bác sĩ Ngọc, được biết là bác sĩ Ngọc đang sinh hoạt với Hội Thánh Phục Hưng. Và đồng thời hiện tại bây giờ thì bác sĩ Ngọc cũng đang volunteer với lại một vụ Agape. Xin hỏi bác sĩ Ngọc đang làm gì ở trong một vụ Agape? Dạ, chúng tôi muốn vâng lời của Chúa khi Chúa nói hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Và nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi ta sẽ làm cho. Những điều này chúng tôi muốn làm để bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Chào chị Mục sư Hiền Power and chị Cẩm Hương. Em được biết là hai chị đang nhóm lại với lại Hội Thánh Phục Hưng, và đồng thời hai chị đang phục vụ với lại trong cộng đồng người Việt của mình qua một vụ Agape. Thế thì hai chị hãy cho quý vị biết là hai chị có thể làm được việc gì trong cộng đồng qua một vụ Agape này. Dạ, kính chào quý vị. Cảm ơn Chúa, tôi và chị Cẩm Hương nghĩ là chúng tôi có ơn phục vụ cộng đồng qua một vụ tư vấn gia đình miễn phí. Xin quý vị, nếu quý vị có cần thì gọi chúng tôi. Cảm ơn. Ở Agape, chúng tôi giúp điền đơn xin trợ cấp Medicare, Medicaid, Obamacare, Food Stamp, trợ cấp tiền mặt, trợ cấp housing và phí điện thoại. Duyên chào anh Hiếu. Được biết là anh Hiếu đang nhóm trong Hội Thánh Phục Hưng. Và đồng thời, Duyên cũng biết là anh có trên 20 năm kinh nghiệm trong việc mua bán, sửa chữa các loại xe. Và trong cái một vụ Agape này, anh có thể làm được điều gì cho quý đồng hương của chúng ta ở đây? Thì anh có thể coi giấy tờ xe, giấy kiểm soát xe mới và cũ, coi có đúng giấy tờ phụ tục không, giá cả có bị hố hay không. Còn phần sửa xe thì có thể coi những xe bị hư có cần thiết hay không, hay là chỗ nào sửa tốt hơn, giá rẻ hơn. Chào anh ca sĩ Trần Thanh Quân. Xin anh hãy vui lòng cho quý vị ở đây biết là mong ước của Hội Thánh Phục Hưng của chúng ta là gì. Có 3 điều: phát triển một vụ Agape để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của cộng đồng. Thứ hai, yểm trợ các công tác mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thứ ba, hợp tác với cộng đồng Việt Nam Arizona và các đoàn thể nhằm xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh hơn. Thank you.